Vâng, mến chào quý vị và các bạn đã cảm thấy trong lòng rất là vui khi các bạn quay trở lại chương trình Tâm sự thi công được phát trên kênh YouTube Đà Lạt Channel. Thì trong video ngày hôm nay các bạn, mình sẽ nói về cái cốt xây dựng và cái cách thức chúng ta đặt ống làm sao để nó an toàn. Thứ nhất đây, Đạt nói ở đây là thoát nước nha các bạn nha. Đó là đặt ống thoát nước. Có nghĩa là cái cao độ hoàn thiện ở trong nhà mình như thế nào để nó thoát được nước ra ngoài khu vực đô thị. Thì đối với những cái ngôi nhà mà chúng ta đang làm thì có rất là nhiều khách hàng phàn nàn là tại sao chúng ta lại đặt ống xiên đà. Đó là cái câu hỏi mà Đạt nghe rất là nhiều. Thì ở đây Đạt sẽ nói về cái cách thức về là một người đã từng thi công nha các bạn nha. Thì đối với những cái ngôi nhà mà nó nằm ở trong khu vực thành phố các bạn, là những ngôi nhà đó là cái cốt nền, lúc đó là chúng ta theo là cái mực nước thủy triều, có nghĩa là cái cốt không không của mực nước biển các bạn. Thì đó là ở bên cái xây dựng người ta sẽ cho mình một cái cốt để chúng ta làm. Nhưng trong cái đội thi công á, là người ta sẽ làm là cái nền móng, và cái đội thi công điện nước người ta sẽ theo mà chúng ta đặt ống. Nhưng mà đối với những khách hàng người ta rất là khó tính, người ta không cho đặt bất kỳ một cái ống nào ở trong đà, trong dầm. Cho nên cái điều đó dẫn đến cái hệ thống thi công của chúng ta nó khó các bạn. Phương pháp thi công chúng ta đặt ra nó khó. Nhưng mà Đạt nói với các bạn nè, tất cả chúng ta đặt ống trong dầm đà bê tông đều được cho các bạn nha. Nó phải nằm trong phạm vi cho phép, đó là theo tiêu chuẩn các bạn nha. Thì đối với cái ngôi nhà thì Đạt sẽ nói đến cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà mà kỹ sư Hoàng hay kỹ sư Lộc đang thiết kế và thi công luôn. Và Đạt là chỉ là người đã thi công về cơ điện thôi. Thì ở đây thì anh em đã ép cọc hết rồi. Cái giai đoạn ép cọc là ép xong hết, các bạn thấy trên cái đầu cọc đây nè. Trên cái đầu cọc mà các bạn đang nhìn thấy đây nè, đây anh chỉ nè, là đã ép hết rồi. Nhưng mà anh em phải biết được cái cốt mà trong nhà mình ra bao nhiêu để anh em làm cái móng. Cái phương án mà các bạn đặt ống trong dầm đà bê tông là phương án bắt dĩ các bạn nha. Còn nếu đối với những ngôi nhà mới như thế này thì chúng ta sẽ hội ý lẫn nhau giữa đơn vị thi công, bên đơn vị thi công xây dựng và chủ nhà, bên giám sát chủ đầu tư. Chúng ta đưa ra cái cốt và sau đó là cái phần cứng dầm đà chúng ta đổ ở vị trí nào và ống đi ở tầng nào, đúng không các bạn? Thì theo một phương pháp tốt nhất là cái ống chúng ta phải đặt ở trên dầm đà, có nghĩa là ở trên cái phần cứng là tốt nhất. Còn các bạn đặt ở dưới thì sau đó là cái nền mình nó xuống thì sao nó sẽ đè ống, thì khả năng gãy ống rất là lớn, rất là cao. Cho nên chúng ta phải đặt ở trên những cái đà cứng của mình là ok nhất. Còn các bạn đặt xuyên đà vẫn được các bạn nha, các bạn đặt xuyên đà vẫn được. Đối với những cái công trường mà chúng ta được phép đặt xiên đà với sự giám sát của bên chủ tư và bên chỗ thi công các bạn nha. Nếu mà chúng ta đặt ống xiên dầm xiên đà thì chúng ta phải hiểu về kết cấu và chúng ta đưa vào phần mềm chúng ta chạy coi thử đó là sắt bao nhiêu và cái lớp mà bảo vệ là bao nhiêu nữa, chứ không phải là không chúng ta đặt các bạn nha. Đó thì hôm nay Đạt cũng nói tâm sự với các bạn như vậy thôi. Trời nắng lúc này là 12 giờ các bạn à. Đó. Thì mình cũng lâu lắm rồi mình chưa ra một cái video nào cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay mình cũng cố gắng mình ra. Tại vì Covid các bạn, cho nên là mình cũng ít khi đi ra ngoài đường. Đó, thì ở đây mình đã quay cho các bạn xem khu vực vườn này là cái khu ngôi nhà này các bạn nè. Ngôi nhà này là bao gồm sân vườn, hồ bơi và tiểu cảnh luôn. Và một cái biệt thự như của loại biệt thự sân vườn các bạn. Thì các bạn thấy ở đây ép cọc nè. Thì ở đây Đạt chỉ nhận được cái hệ thống là chiếu sáng ở bên ngoài các bạn nha, là chiếu sáng âm thanh á. Thì để Đạt lên cái đầu quay cho các bạn xem một lượt luôn rồi thì chúng ta kết thúc video đó. Thì ở đây Đạt muốn nói với các bạn á, là các bạn phải chọn được cái phương án đầu tiên mà các bạn thi công, có nghĩa là các bạn đặt ống xuyên dầm xuyên đà hoặc các bạn đặt ống trên đà, đặt ống dưới đà, thì các bạn cần phải có cái phương pháp để các bạn làm. Thứ nhất là các bạn phải combine với lại bên đội thi công xây dựng và bên chủ đầu tư hoặc là giám sát thi công, thì các bạn mới đưa ra được cái phương án các bạn thi công nha. Còn có vấn đề nào là các bạn thi công vẫn được nha, chứ không phải không được. Đó, các bạn thấy ở đây mà Đạt và người đặt mới nãy nè, thì không kịp quay cho các bạn xem, ở đây cũng đơn giản. Ở đây là số 1, số 2 thôi.
là số 1, số 2 thôi. Đó là cái đặt đặt thôi. Thì theo ý của kỹ sư Hoàng là tại nhà nhà của kỹ sư mà. Đó, các bạn thấy đây đặt đặt cho các bạn. Đó. Các bạn thấy bỏ một cây cột, bỏ một cây cột nè. Đây nè. Là một cây các bạn nha. Đây cái đặt đặt đây. Thì Đạt nói các bạn nha, các bạn đặt ống cứng thì quá ok, còn các bạn không có đặt ống cứng thì các bạn đặt ống mềm, ruột gà của mình các bạn, thì cũng tùy theo đơn giá mà các bạn thi công thôi, các bạn đặt thôi, chứ không phải là mình nói về nhiều lúc các bạn cứ nói là cứ đặt ống cứng, cái đơn giá các bạn nhận không tốt và cái chủng loại vật tư người ta đã giao cho các bạn á, như thế nào các bạn phải có một phương án để các bạn thi công cho nó chuẩn và sau này chúng ta không có sửa chữa lại nữa. Đó các bạn, đó đây là cũng cho các bạn xem. Còn đây là tổng quát của một cái khu mà chúng mình đạt làm nè các bạn. Đó, các bạn thấy đây là Đạt chỉ làm cái hệ thống chiếu sáng ở ngoài nhà trước rồi sau đó mới làm ở trong nhà các bạn nha. Thì ở đây là một cái ngôi nhà mà mình nói các bạn là đầy đủ hệ luôn, nào là hồ bơi, nào là tiểu cảnh bên ngoài, nào là chiếu sáng bên ngoài nữa, sân vườn. Đó, và đồng thời hệ thống lọc luôn, rồi hồ cá luôn các bạn nha. Đó, và trong nhà thì các bạn cũng biết rồi, trong nhà là có biệt thự phố thôi, biệt thự phố, biệt thự vườn các bạn. Thì ở đây là Đạt cũng quay đến đây cho các bạn nè, các bạn nhìn xung quanh hết cho các bạn coi. Thì khu này đất cũng rộng các bạn, đất rộng. Thì Đạt cũng quốc lại cho các bạn ở đây nè, là khi mà các bạn đi hệ thống cơ điện á, là các bạn phải đi từ đầu như bây giờ nè các bạn nè, các bạn phải đi ngay từ đầu và các bạn phải trao đổi rồi các bạn combine lẫn nhau để các bạn đưa ra cái phương án thi công để cho các bạn biết được cái cốt nền đưa ra ngoài đường là nó đủ an toàn hay là không nha các bạn, chứ không phải không là xây dựng cứ làm thì mình cứ làm thì cũng được, cái điều đó nó còn được, cho nên là có những ngôi nhà phải đặt ống xuyên đà là nó ở như vậy các bạn ạ. À, đặt xuống cái thì là có những ngôi nhà chúng ta đặt xiên đà, xiên cột là nó do những vấn đề như vậy các bạn, chứ không phải là một vấn đề nào khác, bởi vì khi mà làm các bạn phải cầm bay lẫn nhau, phải biết được cái phương án mà các bạn làm. Và một cái trong vấn đề đầu tiên thì Đạt xin nói các bạn, thì trong thời gian gần đây thì các bạn thấy ở trên cái kênh YouTube mình sẽ có một cái ảnh hội viên, các bạn nào mà yêu mến nghề, các bạn muốn tham gia nghề thì các bạn tham gia vào nhóm hội viên. Thì trong nhóm hội viên nó sẽ có một số kinh phí để mình xây dựng kênh. Thì các bạn nào mà cần học nâng cao và các bạn nào cần hiểu biết nhiều hơn thì các bạn đăng ký cái gói hội viên để các bạn nâng cao kiến thức nha các bạn nha. Và Đạt sẽ luôn luôn cập nhật những video mới nhất và những video về phương pháp thi công và những thiết bị mới nhất để cho các bạn và chúng ta cùng biết nha các bạn. Và Đạt xin chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào để vượt qua dịch Covid-19 các bạn nha. Thì từ nãy giờ Đạt cũng nói và Đạt quay sơ lược cho các bạn xem, thì Đạt cũng xin tạm dừng video nha các bạn nha. Và các bạn thấy video hay, các bạn ấn like, share và comment bên dưới video. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và mình là Đạt Bạch CN, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video mới tiếp theo. Bye bye các bạn.